Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chia sẻ mỗi ngày một nhà đẹp của công ty cổ phần thiết kế nhà đẹp Tân Á. Thì cứ đến hẹn là lên. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn mẫu nhà vườn biệt thự cấp 4 hệ Mãi Thái tại Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Và tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu nhà từ phối cảnh 3D, kiến trúc mặt tiền cũng như là cái kiến trúc công năng sử dụng nâng trống của ngôi nhà đến quý vị. Và tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn ở trên kênh YouTube của chúng tôi, Nhà đẹp Tân Á. Trên kênh của chúng tôi sẽ có đầy đủ các video về giới thiệu sản phẩm và từ các mẫu thiết kế nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4, vân vân đến các cái thiết kế theo các cái phong cách hiện đại, cổ điển, tân cổ điển, classic, vân vân. Nói chung là những cái phong cách nó thời thượng nhất hiện nay. Và để cho chúng ta có cái nhìn nhận sâu sắc hơn về thiết kế xây dựng công trình. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video của đội ngũ giám sát cũng như là đội ngũ thi công trọn gói của công ty sẽ chia sẻ những cái video kinh nghiệm trong quá trình thi công xây dựng công trình đến quý vị và các bạn. Vì vậy, các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi, Nhà đẹp Tân Á, để cùng nhận được tất cả những video mới nhất để các bạn có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về xây dựng cơ bản trong tương lai của ngôi nhà chúng ta. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ngôi nhà của bác Thắng ở Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Và ngôi nhà bác là theo yêu cầu của bác đến công ty chúng tôi là một ngôi nhà biệt thự vườn cấp 4, đất đai rộng rãi và thiết kế hệ Mãi Thái cổ điển, tân cổ điển theo nhã nhẹ đó. Vì vậy mà các kiến trúc sư của chúng tôi thì sau một thời gian làm việc với bác và các thành viên gia đình thì cũng đã thống nhất được cái phương án thiết kế cuối cùng của ngôi nhà đấy. Thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn ngôi nhà từ phần mái cho đến phần móng của công trình, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi đến cái kiến trúc công năng nâng trống của ngôi nhà. Thì các bạn thấy ngôi nhà đấy là ngôi nhà cấp 4 hệ Mãi Thái. Hệ Mãi Thái tức là chúng ta sẽ có cái phần xây tường và phần đáy tường, đấy là gọi là xây tường thu hồi của hệ mái. Nó theo ngôn ngữ cũ của chúng ta mà các bác thầu bác thợ hay gọi là cái mái, cái đốc đốc của cái mái thì đó gọi là hệ Mãi Thái. Và hệ Mãi Thái thì chúng ta phải đổ bê tông mấy cái xeno, nó sẽ bé ra đấy. Các bạn thấy đây, đó là hệ Mãi Thái, tức là sẽ có phần tường xây thu hồi và mái sẽ có phần xeno vươn ra. Và các bạn thấy về cái hệ mái của ngôi nhà bác Thắng đấy thì nó cũng vì đấy là một ngôi nhà giao thoa có hai hai cửa, vì vậy mà cái hệ mái đấy cũng sẽ có hai cái hệ chính. Thứ nhất là cái hệ mặt tiền ở phần cổng đi vào, và cái thứ hai là một cái hệ ở cái phần phần hiên bên phải của ngôi nhà đó. Hai hệ này thì giao thoa với nhau tại các đường bờ của mái đây. Và tại các vị trí chóp mái thì kiến trúc sư của chúng tôi bố trí các vị trí thu lối chập xét. Và các bạn lưu ý là ở các cái vị trí tường tường đốc này thì và các vị trí đỉnh mái đấy thì bắt buộc chúng ta phải tính toán đến độ dốc của mái hợp lý, cũng như là tính toán cho cái sự cân bằng của hệ mái để tạo nên được cái thẩm mỹ cho cái hệ mái của chúng ta. Vì hệ mái là thực ra là cũng rất là quan trọng trong ngôi nhà. Thì chúng ta đặc biệt là với những ngôi nhà cấp 4 thì ngôi nhà một tầng, nhà bậc thì vườn thì khi chúng ta ở mặt tiền mặt đường nhìn vào thì cái hệ mái nó sẽ đập vào mắt của chúng ta đầu tiên. Đó. Và ở mái này thì chúng tôi có mái chính, mái phụ. Mái phụ thì ở các cái vị trí tiền sảnh, mái chính và mái phụ thì cũng được kết giao thoa với nhau. Đó các bạn thấy. Và hệ mái Thái thì chúng ta phải dọc cái xe nô ở cái đốc tường này thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải chạy đổ bê tông của cái xe nô này, chạy dọc theo các cái đốc tường này để có cái phần thu hồi lôi ra của cái hệ xe nô mái này đó.
Và các bạn cũng lưu ý là cái hệ mặt thái thì tất nhiên là nó cũng tương đối là nó là hệ thuộc hệ mặt đẹp, gọi là hệ mặt đắt tiền. Nó sẽ giá thành nó sẽ cao hơn là hệ mặt Nhật, nhưng cái bên cạnh nó thì cái mặt của chúng ta sẽ là rất là đẹp đó, vì là cái có cái phần xây tương đốc. Vì vậy chúng ta tương đốc này thì kiến trúc sư của chúng tôi bố trí các cái phù điêu và cái đường chỉ âm đấy, và bố trí cho sơn màu nâu và sơn màu trắng kết hợp các cái phù điêu giữa đường chỉ âm và cái đường phao lôi đó. Thì các bạn thấy kiến trúc sư của chúng tôi nhận nhà cái hệ mái nó rất là đẹp đó, thì đắp tường cũng kết hợp lại nó rất là cân xứng trong cái ngôi nhà. Vì chúng ta thiết kế thì chúng ta phải quan trọng nhất là cái thẩm mỹ ra ngoài đó. Bên kết cấu thì chắc chắn là các bạn phải xây nhà là phải đảm bảo rồi, nhưng mà cái thẩm mỹ bên ngoài thì nó chúng ta phải phải bố trí làm sao để chúng ta có một ngôi nhà mà thẩm mỹ là đẹp nhất, đó là quan trọng. Rồi chúng ta cũng chiêm ngưỡng lại xung quanh hệ mái của ngôi nhà lại một lần nữa đấy. Hệ mái thái có phần xây tương đốc thu hồi đó, thì chúng ta đặc biệt là nó mái hệ mái này cũng tương đối là đẹp, cổ kính của, nhưng mà giá thành nó sẽ cao hơn từ cái phần xây tường cho đến cái phần đổ bê tông ở cái phần xi-nô mái ở trên đây đó, nó sẽ cao hơn so với hệ mái mái Nhật mái lụt đó. Tất nhiên là để có cái thẩm mỹ đẹp thì chúng ta phải chấp nhận đầu tư thêm thêm, thì để chúng ta có một cái ngôi nhà. Với ngôi nhà chúng ta xây là xác định là chúng ta có ngôi nhà mơ ước, chúng ta sống cả một đời người của mình vào đấy. Vì vậy mà chúng ta nên chăm chút để có một cái ngôi nhà đẹp và hợp với các công năng sử dụng. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần thân của ngôi nhà. Từ phần mái và phần thân thì các bạn thấy phần mái và phần thân thì có sẽ kiến trúc sư của chúng tôi bố trí một cái đường phao chạy dọc viên theo ngôi nhà. Đó. Đây, chạy dọc viên theo ngôi nhà. Đây gọi là cái cổ mái. Rồi thì cổ mái tôi có cái đường phao phao nổi đây. Đó, chúng ta sẽ đắp một cái đường phao nổi khoảng dài từ 7 đến 10 10 phân thì để chạy nổi theo hệ tường và chạy làm một cái viên gọi là viên cổ mái chạy dọc theo ngôi nhà đây. Và các bạn thấy sơn màu chủ đạo của ngôi nhà đây là sơn màu trắng, ngói thì màu xanh, chỉ có cái phần tường đốc thu hồi là chúng ta sử dụng kết hợp cả sơn màu ghi giả đá, hoặc là chúng ta có thể ốp gạch đấy, tùy vào điều kiện kinh tế. Thì sơn màu chủ đạo đấy là sơn màu trắng. Ngôi nhà là một ngôi nhà màu sắc trung tính đó, nó sẽ rất là cổ kính, nó sẽ không bị lỗi thời theo thời gian, đó là cái màu sắc phối màu nó quan trọng. Và bên cạnh đó thì bây giờ chúng ta phần thân có cái đường chỉ âm chạy dọc theo phần thân của ngôi nhà đây đó, các bạn cùng chiêm ngưỡng cái phần thân của ngôi nhà. Và ở cái phần chân tường thì kiến trúc sư của chúng tôi cùng bố trí ốp các cái đường gạch thẻ đó, gạch thẻ màu nâu. Các bạn thấy là cái đường ốp cái đường gạch thẻ này nó sẽ tạo lại một cái cảm giác, một cái thẩm mỹ ở cái phần chân tường đó, nó sẽ rất là đẹp. Vì và cảm giác cái chân tường nó rất là chắc chắn cho ngôi nhà, nó khỏe khoắn cho ngôi nhà đó. Chúng ta phải bố trí, quan trọng là bố trí kiến trúc công năng vừa đẹp vừa tạo cho một ngôi nhà khỏe khoắn. Tất nhiên là cái kết cấu đằng trong của chúng ta phải đảm bảo rồi. Và bây giờ các bạn thấy ở vị trí chân cột thì chúng tôi cho ốp đá tự nhiên. Đá tự nhiên đấy, các bạn thấy đá tự nhiên nó màu màu sắc với lại cột nó màu trắng và đá tự nhiên màu ghi nó tương phản với nhau, thì nó tạo nên nổi bật hơn hai cái cột ở cái tiền sảnh của ngôi nhà. Và cái cổ cột thì chúng ta cũng nên thắt nút ở cái cổ cột đấy, nó sẽ đẹp hơn cho cái cổ cột của ngôi nhà ấy. Các bạn thấy các vị trí cổ cột chúng tôi đều cho vị trí thắt nút và cho ốp ốp đá tự nhiên đó, chân cột cổ cột. Và xung quanh ngôi nhà thì chúng ta thấy đấy là có hai cái cửa, có hai cửa chính, một cửa chính và một cửa phụ. Những cửa phụ này cũng kích thước nó cũng rất là rộng, hai cánh và hai tiền sảnh đây, hệ tam cấp từ sân đi lên ngôi nhà đó. Hệ tam cấp bố trí xung quanh nó rất là đẹp vuông vắn ngôi nhà. Và đây là đã xung quanh ngôi nhà là có ban công chạy viên theo
Theo ngôi nhà đấy là chúng tôi cho bố trí cái bồn 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 hoa chậu cảnh đó. Thì bồn hoa chậu cảnh này chúng ta sẽ trang trí bố trí làm sao cái sân vườn để cho nó hợp lý, cho nó đẹp đó. Vì diện tích sân vườn ở nhà ngôi nhà cấp 4 biệt thự Mai Thái rất là rộng rồi, vì vậy mà chúng ta phải bố trí cái phần tiểu cảnh này nó phải hợp lý và cho nó đẹp đó. Thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí cho chủ nhà đây rồi. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn phần kiến trúc 3D mặt tiền bên ngoài của ngôi nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ chiêm ngưỡng lại một lần nữa trước khi chúng ta đi vào kiến trúc công năng của ngôi nhà bên trong. Đấy, rất là đẹp, hệ Mai Thái. Đó. Vì bậc thang vùng yêu cầu công ty chúng tôi thiết kế một cái mẫu nhà vườn cấp 4 Mai Thái để làm sao mà nó hợp lý về là ý tưởng của bác cũng như là các cái thành viên của gia đình bác. Nhưng bên cạnh đó thì làm sao một cái thẩm mỹ nó đẹp nhất để khi mà bác tiếp khách thì có khách khứa vào, khách khứa nhìn cái ngôi nhà là cảm giác nó rất là đẹp lung linh, là như vậy là bác đã ưng ý rồi. Và khi chúng tôi đã bàn giao hồ sơ thì bác cũng như là mọi thành viên trong gia đình của bác cũng rất là ưng ý về mẫu nhà này. Rồi và bây giờ chúng ta đi về cái kiến trúc công năng đằng trong của ngôi nhà. Thì diện tích xây dựng của ngôi nhà đây, các bạn thấy diện tích xây dựng. Đây là tôi nhân diện tích xây dựng nhá, 13,8 nhân cho 12 mét mét 4. 13,8 nhân cho 12 mét 4. Đó, diện tích xây dựng 170 mét vuông. Các bạn thấy về diện tích xây dựng này mà kiến trúc sư của chúng tôi bố trí 12 có ngôi nhà tổng cộng là có 3 phòng ngủ. Đó. Phòng ngủ rộng 12,6 mét vuông, phòng ngủ rộng 12,3 mét vuông và phòng ngủ rộng 17,2 mét vuông, rất là rộng. Phòng ngủ rộng 17,2 mét vuông này có phòng tắm, nhà vệ sinh khép kín. Đó, rất là rộng 17,2 mét vuông và có phòng thờ và phòng khách đặt ở vị trí đằng trước. Đó. Các bạn thấy phòng khách rộng 25 mét vuông, rất là rộng rồi. Và ngôi nhà có 3 phòng ngủ. Đó, phòng có một nhà vệ sinh và một nhà tắm riêng. Đó, diện tích rất là rộng, riêng nhà vệ sinh là 2 mét vuông, nhà tắm 3 mét vuông, rất là rộng rồi. Đó, và có một cái cửa ra tiền sảnh phụ đây. Đó, các bạn thấy đây. Đấy, các cửa ra tiền sảnh phụ của ba mặt là có cửa, đều có cửa ra tiền sảnh phụ của ngôi nhà. Đấy, các bạn thấy đây là cửa chính, sảnh chính của ngôi nhà đây, hành lang đây. Đó, tiểu cảnh sân vườn xung quanh đây. Thì các bạn thấy với cái diện tích 170 mét vuông mà các kiến trúc sư của chúng tôi bố trí một cái công năng đó, nó rất là hợp lý, sử dụng sinh hoạt nó đầy đủ tiện nghi. Đây các bạn thấy phòng khách này, tủ thờ này, bếp ăn rộng 27 mét vuông các bạn nhé. 27 mét vuông thì chúng ta có lavabo, chậu rửa cũng như là bếp ga, bếp lạnh, tủ lạnh đều đặt ở vị trí xung quanh bếp ăn đây đó. Và có cái vị trí lam gỗ ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp ăn. Đó, rất là rộng thoải mái. Thì khi mà chúng ta đã xác định làm một ngôi nhà thì chúng ta nên thuê một đơn vị thiết kế để bố trí một cái công năng hợp lý, vì cái chi phí thiết kế nó so với cái chi phí xây dựng của ngôi nhà nó không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà nó chúng ta thuê một đơn vị thiết kế, mà đơn vị thiết kế mà các bạn thuê là phải có uy tín, phải có tên tuổi để đảm bảo cái chất lượng về lâu về dài cho công trình của chúng ta. Vì vậy mà các bạn hãy lựa chọn đơn vị thiết kế hợp lý và đảm bảo được cái chất lượng của chúng ta, thì chúng ta lựa chọn trao cái niềm tin cho ngôi nhà mơ ước của chúng ta cho đơn vị thiết kế đó. Đó. Và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu nhà cấp 4 Mai Thái của anh Thắng ở Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Thì tôi cũng chia sẻ thêm với các bạn là anh Thắng thì có cái siêu thị điện máy Hồng Phước rất là lớn ở Diễn Hồng, Diễn Châu. Còn đây là ngôi nhà cấp 4 mà anh xây ở đằng trong. Đó, đằng trong thì anh để khi đi làm về buổi tối thì mọi thành viên gia đình của anh về sinh hoạt ở trong này. Đó. Ta cũng xem lại các cái phối cảnh của 3D mặt tiền lại một lần nữa. Cái đây là một tác phẩm do các kiến trúc sư của Tân Hà chúng tôi thiết kế cho anh Thắng. Thì khi chúng tôi đã bàn giao hồ sơ, anh Thắng cũng rất là ưng ý về mẫu nhà này rồi. Vì vậy mà thêm một lần nữa thì tôi cũng mong rằng các bạn hãy lựa chọn cho mình cái phương án thiết kế nó hợp lý. Và nếu như các bạn có nhu cầu
cần tư vấn thì hãy liên hệ với chúng tôi, nhà đẹp Tân Á có đường dây nóng, và hoặc các bạn có thể truy cập vào trang web nhà đẹp Tân Á.vn để nhận được tất cả những video mới nhất, có đường dây nóng và có các tư vấn viên sẽ tư vấn cho các bạn lựa chọn các cái mẫu nhà hợp lý với mình. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.